So it's so. Em thấy là chị Kimber muốn chụp hình với anh Abdi mà anh Abdi cũng lòi nhòi quá trời. Ok, chị Kimber muốn chào tất cả các em. Hôm nay chị Kimber lại tiếp tục hướng dẫn các em làm những món đồ dễ thương nha. Trong đó có hai món đồ là đồ dùng học tập. Đây là một trong những cái đồ đựng đồ may vá của chị Kimber nè. Hôm trước chị Kimber đã cho các em xem một cái nhỏ rồi, còn cái này là cái to hơn. Mẹ chị Kimber cũng có một cái giống như hệt của chị luôn. Hai mẹ con chị rất là thích may vá. Chị cho em squishy này vào trong đây luôn nè. Đây còn em nè, hồi bữa chị Kimber có hỏi các em là squishy con gì vậy, thì các em nói với chị là con heo. Thì đúng là con heo rồi, chị Kimber tưởng nó là con gấu chứ. Rồi ở trong này chị Kimber sẽ đựng những cái món đồ mà hôm nay chúng ta cần nha. Cái hộp này nó rất là to, các em chị Kimber rất là thích cái hộp này và rất là dễ thương nữa, đựng đồ rất là gọn gàng. Rồi hôm nay chúng ta cần có kéo nè, rồi chỉ, rồi kim. Còn ở dưới này thì nó rất là to, chị Kimber cũng không có đựng nhiều đồ, tại vì đựng nhiều đồ quá thì nó lộn xộn lắm các em, chị Kimber chỉ đựng ít đồ thôi. Rồi hôm nay chúng ta cần có vải nha, tại vì hôm nay chúng ta may túi vải mà. Rồi chị Kimber lấy cái túi vải này ra nè. Quên cái miếng vải chứ. Chị Kimber sẽ để cái hộp may vá này qua một bên để sử dụng. Rồi chị Kimber sẽ để cái đường link cái chị Kimber mua cái hộp này ở trên mạng. Nếu mà các em nào muốn mua thì vào trong cái phần mô tả chị Kimber có để đường link cho các em tham khảo nữa nha. Rồi chị Kimber lấy một cái cọng chỉ ra luôn với lại một cái kim nữa. Ồ, nếu như mà các em không có biết may vá thì các em có thể dùng keo dán cũng được nữa. Nhưng mà chị Kimber muốn may, hôm nay chị Kimber muốn may cho nên chị Kimber sẽ dùng kim chỉ. Rồi đây là cái miếng vải này các em. Miếng vải này là hôm bữa chị Kimber và mẹ của chị có đi tiệm vải để mua. Rất đẹp, các em nhìn kỹ vào thì sẽ thấy có những cái chú kỳ lân. Rất là đẹp luôn á các em. Và nó cũng lấp lánh nữa. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái miếng vải này ra nha. Tại cái miếng vải này to quá thì Kimber phải cắt ra. Tùy theo các em muốn may to hay may nhỏ nha các em. Thì cắt to hay nhỏ thì Kimber cắt như đây là được rồi. Các em nhớ là phải xếp cái mặt trái vào bên trong. Rồi sau đó chúng ta sẽ may hai bên như thế này. Nếu mà các em không biết may thì các em cũng có thể dùng súng bắn keo hay là keo 502. Các em nhớ là dùng keo 502 thì các em nhớ là dùng cái vật gì đó để dán nó xuống như thế này, đừng có dùng tay nha các em, lỡ khi tay các em dính keo thì nó sẽ rất là khó ra. Rồi chị Kimber đã may xong mình này, chị Kimber dùng máy may tại vì chị Kimber thấy may tay nó lâu quá. Bây giờ chị sẽ lộn cái bề phải qua. Rồi vậy là chúng ta đã có một cái túi rồi đó các em. Vô cùng đơn giản luôn.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ may cái dây kéo này vào nha. Hay là dán cái dây kéo này vào cũng được nữa. Nếu như em nào không có biết, không có dây kéo thì các em tiếp tục xem video này. Cái món đồ cuối cùng thì chị Camber sẽ làm cách khác để đậy cái túi lại. Rồi chị Camber cho cái dây kéo vào trong này nè. Các em nhớ là dán, đừng có dán sát lên trên quá nha. Nếu không lát nữa kéo lại không có được. Đó, các em cứ dán giống như chị Camber vậy nè. Không có khó đâu, đơn giản lắm. Có rất là nhiều em đã làm những cái món đồ dùng học tập và đăng lên trên Facebook của chị Camber rồi. Chị Camber đã thấy rất là nhiều và vô cùng dễ thương luôn. Chị Camber rất là vui. Facebook của chị Camber ở trong cái phần mô tả luôn đó các em. Các em vào trong đó, vào trong Facebook của chị Camber và bấm nút like và nút theo dõi là các em có thể thấy được những cái bài mà chị Camber đăng lên ngay. Rồi bây giờ chị Camber sẽ dán cái phần này luôn nha. Chị Camber đang làm video mà chị Camber tự nhiên buồn ngủ quá, chị Camber ngủ gật luôn à. Xong bây giờ chị Camber mới thức dậy nè, cho nên giọng nói vẫn còn hơi buồn ngủ một tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo lại thử nha các em. Rồi, kéo được rồi. Cái phần này là chị Camber sẽ cắt một miếng vải ra và may cái sợi dây cầm đấy các em. Rất là đơn giản, chị Camber cũng sẽ dán vào như thế này nè. Rồi, dán cái đầu kia nữa là xong. Tiếp theo là chị Camber sẽ trang trí cái túi vải này. Nếu mà các em không có vải trắng thì các em cũng có thể dùng giấy trắng giống như chị Camber đang sử dụng nè. Bây giờ chị Camber sẽ hướng dẫn các em vẽ một chú kỳ lân. Nhưng mà chú kỳ lân này là bé mèo kỳ lân chứ không phải là chú kỳ lân con ngựa. Vô cùng dễ vẽ luôn đó các em. Các em nhìn chị Camber vẽ là biết ngay. Chị Camber sẽ vẽ cái đầu nè. Và tiếp theo là cái lỗ tai. Chúng ta sẽ vẽ cái sừng ở trong chính giữa nữa. Tại kỳ lân phải có cái sừng đó các em. Life escape while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Camber sẽ cắt ra nha. Các em nhìn thấy rất là dễ thương, rất là đẹp nhưng mà cũng vô cùng đơn giản, rất là dễ vẽ. Chị Camber nghĩ em nào cũng có thể vẽ được hết. Những cái này thì không có phức tạp. Chị Camber luôn chọn để vẽ những cái nào mà thật là đơn giản để cho các em có thể vẽ. Đó, chị Camber dán vào nè. Nếu mà các em muốn dán thêm hay là viết thêm những chữ gì đó thì các em cứ tự nhiên viết tên của mình hay là gì cũng được cả. Chị Camber thì viết chữ meow. Rồi tiếp theo là chị Camber sẽ hướng dẫn các em làm một cái đồ kẹp sách. Đồ kẹp sách hình bé mèo nhưng mà giống như là cái cây kem. Thank you.
Rồi chị Kemper sẽ cắt những cái phần thừa này ra nè. Cái này cũng vô cùng đơn giản luôn đó các em. Rồi bây giờ thì chị Kemper sẽ tô màu. Đó, ở dưới là một cái kem que kem ốc quế. Còn ở trên thì chị Kemper sẽ vẽ hai cái lỗ tai. Wow, một cái to, một cái nhỏ. Nhưng mà không sao, nhìn nó vẫn còn dễ thương. Hai con mắt các em nhớ chừa ra hai cái chấm nhỏ màu trắng nha, để nhìn cho nó long lanh. Vậy là xong rồi đó các em, vô cùng đơn giản luôn phải không nè. Vậy là chúng ta đã có thêm một món đồ dùng học tập nữa rồi. Tiếp theo là chị Kemper sẽ làm một cái đồ đựng điện thoại. Cái này thì cũng vô cùng đơn giản, chị Kemper sẽ sử dụng một chiếc vớ. Chiếc vớ này thì chị Kemper đã dùng làm những cái khác nên còn có nửa chiếc thôi. Chị Kemper sẽ dán keo vào như thế này nè. Thay vì chúng ta may giống như cái túi kỳ lân lúc trước thì chị Kemper sẽ sử dụng một chiếc vớ. Nếu mà các em nào muốn may thì cứ việc may. Chị sử dụng cái phone của bé Mariah để làm cho các em xem, chứ cái phone của chị Kemper thì đang quay phim cho nên dùng không được. Rồi chị Kemper sẽ dùng một cái hột nút để may vào nha. Nếu mà các em nào không có dây kéo thì có thể làm hột nút giống như chị Kemper nè. Nhưng mà cái túi kỳ lân thì hơi to nên các em có thể làm một hay là hai cái để cho nó chắc và nó không bị rơi đồ ra ngoài. Bây giờ chị Kemper sẽ may vào nha. Ồ, những món đồ mà các em thấy lúc trước đó ở trong cái video này thì chị Kemper đã có hướng dẫn tất cả những cái món đồ mà các em đã thấy. Cho nên những em nào mà chưa xem thể vào trong channel của chị để xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sợi dây. Nếu mà các em không có sợi dây thì các em có thể cắt ngang qua để chúng ta có thể gắn vào như thế này nè, giống như là chúng ta cài nút áo đó các em. Còn nếu mà các em nào có dây thì các em sẽ may giống như chị Kemper. Rồi chị Kemper bỏ vào nha. Rồi gài lại nè. Rất là đơn giản và rất là dễ thương. Và cuối cùng là chị Kemper sẽ hướng dẫn các em vẽ một chú thỏ rất là mập mạp và đáng yêu. Chú thỏ này rất là dễ vẽ, các em vẽ giống như là trái banh luôn đó, nhưng mà nó hơi méo một tí. Rồi hai cái tay, hai cái chân, một cái miệng nè và con mắt nữa. Nhìn đáng yêu lắm các em. Chú thỏ này thì chúng ta không có tô màu nhiều tại vì chú thỏ này là thỏ trắng. Chị Kemper đánh hai cái má hồng chà bá luôn, nhìn rất là dễ thương. Chị Kemper cắt ra rồi nè. Và chị Kemper sẽ đặt tên cho bé thỏ mập mạp này là bé Ú. Các em thích vẽ cái gì cũng được nha. Đó, chị Kemper viết cái chữ U thành, vẽ thành giống như là cái chén đồ ăn luôn, tại vì bé thỏ này rất là ham ăn. Rồi bây giờ chị Kemper sẽ dán vào nha. Các
Các em thích bé nào hơn? Các em thích bé mèo kỳ lân hay là các em thích bé ú này? Các em nhớ để dưới comment cho chị Kem Bơ biết cái nha. Rồi, chị Kem Bơ sẽ dán vào, vậy là xong rồi đó các em. Rất là đơn giản chị Kem Bơ. Hy vọng là các em đã có những giây phút thư giãn. Chị Kem Bơ cảm ơn các em rất là nhiều đã dành thời gian để xem video của chị Kem Bơ. Những em nào mà chưa là thành viên của đại gia đình Kem Bơ chúng ta thì các em nhớ bấm nút đăng ký để trở thành Ly Kem Bơ tí hon nha. Ok chị Kem Bơ ngày nào cũng ra video mới vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày, thường là 4 giờ 2 phút tại vì YouTube nó đăng hơi bị trễ 2 phút đó các em. Rồi chị Kem Bơ tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.